lại chuyện chiều đi ăn cắp chuối nha quý vị. Quý vị đừng nghe, đừng từ từ nghe, cắp chuối nha quý vị. Nhìn đã không bắt không quý vị, nãy chú này có một không hai nha. Cái chú này từ ở ở này ở đâu ta, Tiền Giang hả? Mày không biết Tiền Giang ha? Chú này chú gì đây? 11189 nãy rồi, chú này đặc biệt có hai nãy. Ôi mà con bắt ơi, con cắp tay chuối nè. Ôi cắp đẩy chuối rồi nha, chuối đây nè. Chơi ghê không, đang ăn cắp đẩy chuối mà ăn cắp đẩy chuối mà giấu mà la làng nè chứ. À con có thấy không, ăn cắp chuối mà la làng cả chứ cũng nghe chứ mà con ơi. Con cây chuối à. Để chuối gì? Đạt ơi! Tao ăn cắp chuối mày Đạt ơi! Đạt ơi Đạt! Xong giờ mình diễn vô ăn cắp bắp á vậy ơi. Giờ đi chiêu sẽ vô đùi bắp này chặt cắp bắp chơi. Cái nắm bắp của Tiền Giang này hơi bị đẹp ấy quý vị. Nhưng mà bắp chưa có trái, chỉ có mà có rầu với có bông thôi, chưa có trái đâu vậy. Thấy không, bắp quê hương của tôi đẹp không? Bát ngát, dòng sông bát ngát, tươi xanh. chuối dính vô bắp luôn quý vị ơi. Tại vì bắp luôn quý vị. Thấy không, buồn chuối. Bắp đó giờ mới thấy Tiền Giang có bắp bị dính chuối lẫn nhau quý vị. Sao quý vị? Thấy điều bắp đẹp không? Quá đẹp đi quý vị ơi. Đúng, đúng mày có gì? Còn cô bác thương giùm tôi.